Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Lương Tam Quang đại bại, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang thở phào. Lương Tam Quang, thuộc hạ mà Tô Lâm tin tưởng nhất, đã có chuyến đi sứ sang Berlin với hành trang là hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân và Trịnh Xuân Thanh để đổi lấy Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Lấy hai đổi một, trong đó có sinh mạng hàng triệu người dân Việt Nam. Một món quà rất lớn chỉ để đổi lấy một con mồi nhỏ bé. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ đã cho Thời báo.d biết chuyến đi của Lương Tam Quang đã không thành công. Có thể Tô Lâm suy bụng ta ra bụng người. Ở một đất nước dân chủ, chính quyền rất tôn trọng pháp luật. Dù là những nhân vật có quyền lực lớn trong chính phủ, thì cũng không thể phớt lờ được tính pháp lý khi hành động. Nếu vi phạm, họ sẽ tự đưa sự nghiệp chính trị của mình vào nguy hiểm. Bất cứ lúc nào bị phanh phui, họ cũng đều phải trả giá rất đắt cho hành động của mình. Hình ảnh Lương Tam Quang vừa có chuyến đi sứ sang Đức không thành công. Việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã có được quy chế tị nạn thì bà đương nhiên được luật pháp Đức bảo vệ. Ai có thể dám đứng trên luật pháp để tùy tiện giao người cho một chính quyền lưu manh như Cộng sản Việt Nam? Ở một đất nước đa đảng, đa nguyên và có dân chủ thì chỉ cần ai đó lạm quyền thì lập tức họ bị phe đối lập trên chính trường lật tẩy. Đó là yếu tố giúp cho quan chức ở các nước dân chủ phải cư xử tử tế với dân, phải biết làm việc cho đúng luật pháp. Việc bắt người giao cho nước khác là việc đơn giản đối với nhà nước Cộng sản, bởi ở đất nước này đảng đứng trên luật, cho nên Tô Lâm tưởng rằng nước Đức cũng như Việt Nam, chính quyền muốn làm gì thì làm. Tô Lâm nghĩ mọi cách, thậm chí mang cả sinh mạng hàng triệu người dân ra để làm quà trao đổi. Điều đó cho thấy Tô Lâm quyết tâm như thế nào trong việc hạ bệ đương kim thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Khi dùng món quà lớn để đổi lấy bà Nhàn, Tô Lâm muốn dùng một mũi tên xuyên hai mục đích. Thứ nhất, ông hạ được kẻ thù khó chơi nhất là Phạm Minh Chính. Thứ nhì là hạ luôn được thế mạnh nhất trong quân đội để đưa Hoàng Xuân Chiến lên. Thử tưởng tượng nếu cả Phạm Minh Chính và cả Phan Văn Giang đều rụng, thì Tô Lâm được gì? Tô Lâm sẽ là ứng viên duy nhất cho ghế Tổng Bí Thư nhiệm kỳ 2026-2031. Tin Lương Tam Quang thất bại trong chuyến đi Đức lần này là một tin vui cho Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang. Thất bại trong việc dẫn độ bà Nhàn, xem như Tô Lâm bế tắc trong việc triệt hạ Phạm Minh Chính. Hành động lần này của Tô Lâm được xem là liều lĩnh, bởi một khi bất thành, phe Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính có thể sẽ phản công, khiến Tô Lâm bị mất uy tín hơn trong bộ chính trị. Và thêm nữa, mối thâm thù giữa Tô Lâm và hai nhân vật kia sẽ ngày một đậm hơn. Phan Văn Giang đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông đang bệnh nặng, nhưng cũng đã chuẩn bị cho Nguyễn Tân Cương thay thế nếu xảy ra tình huống xấu. Nghĩa là dù Phan Văn Giang có bị Tô Lâm tấn công vì yếu tố sức khỏe, thì ông Giang cũng không muốn để Bộ Quốc phòng rơi vào tay Hoàng Xuân Chiến, đồng minh của Tô Lâm. Hình ảnh Phạm Minh Chính vẫn không sao, dù Tô Lâm tìm mọi cách. Đáng nói là trong cuộc chiến này, ông Giang phải lăn xả để tự bảo vệ mình, bảo vệ đồ đệ ở Tổng cục 2. Điều đó vô tình bảo vệ luôn Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một khi Bộ Quốc phòng đã gồng mình lên để chống đỡ, thì phe công an của Tô Lâm cũng bất lực. Xem ra Tô Lâm cũng phải đầu hàng trước Phạm Minh Chính. Phương án bắt cóc là không khả thi, trao đổi bằng quà lớn cũng không xong. Vậy còn đường nào để Tô Lâm có thể moi ra được tử huyệt của Phạm Minh Chính? Xem ra Tô Lâm đã hết cách, có lẽ chỉ còn cách hạ nhau bằng những liều thuốc bí ẩn nào đó thì may ra. Còn cách dùng hồ sơ đen thì không thể thành công trước một Phạm Minh Chính lì đòn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Lương Tam Quang đại bại, Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang thở phào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Nghệ An đầu quân cho Hưng Yên, Nguyễn Ngọc Lâm ủ mưu gì sau lưng Tô Tổng? Sau Nguyễn Ngọc Lâm, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an là người gốc Nghệ An. Tuy nhiên hiện nay ông được Tô Lâm trọng dụng. Thành tích nổi bật khiến cho Ngọc Lâm được cất nhắc, đó chính là việc dẫn quân đánh vào tay chân thân tín của Vương Đình Huệ, lập công dâng lên Tô Lâm. Việc làm này của Ngọc Lâm khiến cho Vương Đình Huệ bị thua tức tưởi trước ông Bộ trưởng Bộ Công an đầy tham vọng.
vì sao Nguyễn Ngọc Lâm lại làm phản với nhóm Nghệ An để mà lập công cho nhóm Hưng Yên như thế. Nguyên nhân là trong ngành công an không có thế lực Nghệ An để có thể giúp đỡ Ngọc Lâm, nên ông mới lập công bằng cách đánh vào phe Nghệ An. Nguyễn Ngọc Lâm không thiện chiến như Đinh Văn Nơi, nhưng ông lại có những đòn hiểm mà Tô Lâm rất cần. Không biết Tô Lâm sẽ sử dụng Nguyễn Ngọc Lâm như thế nào, còn hữu ích thì còn dùng, hết hữu ích thì vắt chanh bỏ vỏ, hay chọn Ngọc Lâm làm người thân tín như đã chọn Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang. Ông Nguyễn Phú Trọng từng nhận thất bại khó nuốt khi chót dùng một kẻ giả vờ trung thành là Tô Lâm. Để rồi đến cuối đời, ông phải chứng kiến bao nhiêu công sức dòng xây dựng cho người kế thừa, bị Tô Lâm đánh cướp sạch sành sanh. Át hẳn dưới suối vàng, ông vẫn không khỏi uất hận vì đã chót dùng sai người. Có người nhận xét rằng người đã bán đứng đồng hương Nghệ An như Ngọc Lâm là một người rất nguy hiểm, là kẻ luôn sẵn sàng phản bội vì lợi ích riêng của mình. Khả năng rất cao là Nguyễn Ngọc Lâm chỉ giả vờ trung thành với Tô Lâm để mưu cầu quyền lực, chứ không thực sự trung thành. Mới đây, nguồn tin nội bộ cho biết Thái Thành Quý là bí thư tỉnh ủy Nghệ An mới được điều ra làm Hà Nội làm phó ban kinh tế trung ương, chính là do nhờ cậy Nguyễn Ngọc Lâm chạy trọt giúp. Thời còn làm bí thư Nghệ An, Thái Thành Quý tham lam nên sinh ra chia chác không đều. Vì dành hết phần lợi cho mình nên Quý đã gây bất mãn với thuộc cấp, vì thế Quý bị cấp dưới tẩy chay. Đáng nói, trong hàng loạt cấp dưới của Quý, không ít người có liên hệ mật thiết với những nhân vật quyền lực khác trong nhóm Nghệ An đang làm việc ở trung ương. Vậy nên áp lực ngày một đè nặng khiến Thái Thành Quý tính đường thoát thân. Đáng nói là khi đã làm phật lòng những đồng hương Nghệ An ngoài Hà Nội thì Quý rất khó có thể cầu cạnh những người này. Vậy nên Quý chọn nhờ cậy Nguyễn Ngọc Lâm, một phản tướng của nhóm Nghệ An đang đầu quân cho Tô Lâm. Nguồn tin cho biết Thái Thành Quý từng đi xe riêng ra Hà Nội gặp Thứ trưởng Công an Nguyễn Ngọc Lâm nhờ chạy án và giúp đỡ công việc tại nhà riêng ở khu biệt thự Vinhome đường Hoa Sữa, Long Biên. Đây là lý do tại sao Thái Thành Quý dù mất lòng không ít đồng hương Nghệ An nhưng vẫn lên chức ầm ầm. Hiện nay, Ban Bí Thư chính là sân nhà của Tô Lâm. Nơi đây, Tô Lâm đang dùng người của ông ta để sắp xếp lại nhân sự. Đáng nói là Ban Kinh tế Trung ương đang do Trần Lưu Quang nắm giữ. Tô Lâm đưa Thái Thành Quý về làm phó cho Trần Lưu Quang cũng là nước cờ rất hay. Bởi đây là cách ông nâng đỡ một người Nghệ An nữa, nhưng chưa vội. Phải chờ Trần Lưu Quang xác nhận mức độ tin cậy đối với Thái Thành Quý trước đã. Riêng Nguyễn Ngọc Lâm, người đang lôi kéo những người Nghệ An khác về phe Hưng Yên, bề ngoài thì có vẻ như giúp cho phe Tô Lâm đông hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Ngọc Lâm muốn dùng quyền lực của Tô Lâm tạo ân nghĩa với một số nhân vật gốc Nghệ An nhằm mưu cầu việc lớn sau này. Chính Tô Lâm cũng từng dùng quyền lực của ông Trọng để xây dựng bộ khung Hưng Yên trong Bộ Công an, rồi sau đó ra tay đánh úp những nhân vật mà ông Trọng chọn để thừa kế ngôi tổng bí thư. Vậy nên rất có thể việc Tô Lâm dùng Nguyễn Ngọc Lâm chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà, chưa biết sau này nó sẽ trung thành hay thịt luôn cả chủ. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin Người Nghệ An đầu quân cho Hưng Yên, Nguyễn Ngọc Lâm ủ mưu gì sau lưng Tô Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de